Xin chào các bạn. Mới đây, đã xảy ra một câu chuyện hết sức hy hữu khiến nhiều người nghe phải sửng sốt và kinh ngạc về hậu quả mà nó mang lại. Về câu chuyện đó diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Con rể công khai ngoại tình với mẹ vợ. Dư luận tại một xã nghèo thuộc tỉnh Thái Bình mấy ngày trở lại đây xôn xao về việc để tiện gian díu với bổ nhí, bà Điệp đã ép con gái của mình cưới chàng trai này về nhà. Khi nhìn thấy mẹ vợ nói chuyện với một nam đồng nghiệp, con rể lại ghen lồng ghen lộn. Câu chuyện bà Điệp và anh con rể tên Dũng gian díu với nhau dẫn đến anh Dũng ghen tuông, gây gổ với mẹ vợ khiến cả vùng quê Thái Bình yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Câu chuyện xảy ra tại một xóm quận khá nghèo thuộc xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ép con gái lấy bồ để tiện gian díu. Ngay tại trung tâm xã, một quán nước đang có 5 người phụ nữ tấm tập tán gẫu rôm rả. Thấy người lạ, họ lén nhìn quan sát từ chân đến cổ. Một người phụ nữ đứng tuổi trong nhóm hướng về phía khách tôn ra một tràng câu hỏi: "Các chú là công an đang tìm đến nhà bà Điệp hả? Chắc tìm hiểu chuyện gia đình bà ấy đúng không? Bà ấy có phạm pháp không?" Qua vài câu chuyện được biết, bà Điệp năm nay 39 tuổi, có gia đình êm ấm, hai đứa con năm nay cũng khá khôn lớn. Con gái lớn của bà Điệp sinh năm 95 và con gái út sinh năm 2000. Cuộc sống trông chờ vào mấy sào ruộng không đủ ăn, cộng thêm hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nên anh NVH sinh năm 1973, chồng bà Điệp thường vất vả bươn chải khắp các tỉnh thành lái xe kiếm tiền nuôi vợ con, mong sao cuộc sống gia đình bớt khổ. Thương con, không chấp nhận gia cảnh túng bấn, bà Điệp cũng xin vào một công ty sứ ở xã bên làm công nhân. Và từ đây, vở bi hài kịch cười ra nước mắt cũng xảy đến với gia đình bà. Kể từ khi bà đi làm công nhân, bà Điệp có tình cảm với anh Dũng kém bà hơn chục tuổi. Không biết ma xui khiến thế nào mà từ khi lén lút với nhau, họ yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. Không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, bà Điệp còn nhẫn tâm ép con gái ruột của mình lấy người tình để tiện qua lại, sinh hoạt thường xuyên hơn. Sự việc chỉ vỡ lỡ khi chị T, con gái bà Điệp, đang chờ điện thoại của chồng mãi không thấy, nên T đã chủ động gọi cho chồng nhưng chỉ có tiếng chuông mà không có người trả lời. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, T đã lấy xe phi sang nhà mẹ đẻ. Vừa mới mở cửa, T đã tá hỏa thấy chồng và mẹ đang hừng hực cuộc yêu, nên T hét toáng lên. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, chuyện bà Điệp gian díu với con rể là thật. Quá xấu hổ, T phải rời bỏ quê hương vào miền Nam sinh sống. Con rể phát điên vì bị mẹ vợ đá. Sau sự việc kinh hoàng đó, dư luận tại địa phương mới được phen bàn tán sôi nổi. Anh Cường, chủ quán địa phương gần đó cho biết, từ khi lấy nhau về, thằng Dũng ngủ với vợ tính trên đầu ngón tay. Nó kể chỉ ngủ với vợ được 6 lần, trong khi đó ngày nào nó cũng ôm ấp và đưa mẹ vợ đi làm, rồi còn ngủ lại với cả mẹ vợ. Vào ngày 2 tháng 9 mới đây, bà Điệp cùng anh Dũng nhận thưởng một gói quà của công ty nhân dịp lễ. Thấy người trao quà nói chuyện tình tứ với người tình của mình, nên Dũng bực tức tát bà Điệp mấy cái. Cũng từ ngày này, tình cảm của bà Điệp và Dũng xấu đi. Quá bực tức vì bị mẹ vợ bỏ rơi, thất tình, Dũng đi đâu cũng nói về mối tình lãng mạn giữa mình với mẹ vợ, đồng thời khẳng định mình thường ăn ngủ với mẹ vợ nhiều hơn là vợ. Sau một thời gian, câu chuyện cũng được lắng xuống, T đã được các bác, các chú bên Hà Nội đưa vào miền Nam sinh sống. Còn hiện tại bà Điệp đã nghỉ làm công ty, chuyển về sống với mẹ đẻ, bố mặc chồng vẫn hành nghề lái xe. Riêng Dũng vì quá yêu mẹ vợ, từ ngày bị mẹ vợ bỏ, thành ra phát điên vì tình. Trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Đường, phó chủ tịch xã Đông Trung cho biết, tin đồn này ở địa phương là có thật. Sự việc đang được giải quyết nội bộ, chính quyền không nhận được đơn từ người dân cũng như gia đình nên không cho người đi nắm bắt tình hình. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.